Động vật ăn xác thối hay động vật ăn xác chết là những loại động vật ăn thịt và hành vi ăn các loài động vật ăn cỏ hay con mồi trong tình trạng thối rữa hoặc đã phân hủy. Ăn xác thối đóng một vai trò quan trọng trong hệ sinh thái bằng cách tiêu thụ các nguyên liệu động vật và thực vật chết để hoàn tất quá trình phân hủy, tránh sự ô nhiễm đối với môi trường sống. Tiêu hủy mầm bệnh. Những kẻ ăn xác thối nổi tiếng trong giới động vật bao gồm kền kền, linh cẩu, chó rừng, sói đồng quạ, bò cánh cứng, cú. Chúng được ví như cảnh sát sinh thái hay cảnh sát động vật, thường xuyên tuần tra lai vãng, sục sạo để phát hiện và dọn sạch những cái xác chết. Kền kền là nhóm các loài chim nổi tiếng vì tập tính ăn xác chết động vật. Chúng tìm xác chết bằng thị giác và khứu giác, được ví như những vệ sinh viên chăm chỉ của môi trường tự nhiên. Dọn sạch những xác chết động vật trên đồng cỏ. Đặc biệt, kền kền không bao giờ giết con mồi mà chỉ chờ cho chúng chết mới ăn. Trong clip này, chúng ta cùng tìm hiểu về hai loài kền kền phân bố tại Việt Nam. Chúng cũng là hai loài đã được đưa vào sách đỏ Việt Nam để bảo vệ. Số 1. Loài kền kền Bengal. Kền kền Bengal. Đây là loài bản địa của Đông Nam Á. Loài này đã được liệt kê là cực kỳ nguy cấp trong sách đỏ của IUCN từ năm 2000, khi số lượng bị suy giảm nghiêm trọng. Kền kền Bengal chết do suy thận và do ngộ độc diclofenac. Trong thập niên 1980, số lượng loài này trên thế giới ước tính khoảng vài triệu cá thể, và nó được cho là loài chim săn mồi lớn có nhiều nhất trên thế giới. Tính đến năm 2016, số lượng toàn cầu được ước tính dưới 10.000 cá thể trưởng thành. Đặc điểm nhận dạng, chim cỡ lớn có kích thước 75-85cm. Nhìn chung bộ lông có màu đen và vòng cổ màu trắng, mỏ màu bạc. Chim non có màu nâu tối và vằn trắng, dễ dàng nhìn thấy ở phía dưới cơ thể. Đặc điểm sinh thái, kền kền Bengal thường gặp trong các sinh cảnh khác nhau, vùng núi và đồng bằng. Ít khi gặp trên các vùng núi cao. Chúng thường đậu trên các cây gỗ lớn, ở những chỗ tương đối trống, trải, ăn xác chết. Tại Ấn Độ gặp chúng ăn xác chết người và gia súc. Chúng thường tụ tập thành đàn nhỏ, làm tổ theo tập đoàn nhưng không lớn, trên cây cao. Thường gặp chúng làm tổ ở những nơi gần làng bản. Phân bố ở Nam Trung Bộ, các tỉnh vùng Tây Nguyên và Nam Bộ. Giá trị, kền kền là loài quý hiếm ở Việt Nam, là loài chim ăn thịt nói chung và kền kền Bengal nói riêng giữ vai trò quan trọng trong các hệ sinh thái tự nhiên. Tình trạng bị đe dọa trong phạm vi khu vực và thế giới. Trước đây ở Việt Nam đã gặp ở một số nơi thuộc Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Trong các năm 1997 và 1998 đã quan sát được ở Đắk Lắk. Kền kền Bengal phổ biến trong vùng phân bố thế giới, nhưng vào đầu thế kỷ 20, chúng đã bị suy giảm ở phần lớn các nước châu Á. Tại Việt Nam, theo tài liệu của Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên Thiên nhiên, viết tắt là IUCN, thì loài kền kền Bengal có thể đã tuyệt chủng. Biện pháp bảo vệ kền kền Bengal được đưa vào phụ lục 2 trong các công ước quốc tế SAI và CMS. Nhóm chuyên gia nghiên cứu bảo vệ giống kền kền châu Á đã thành lập và cần xúc tiến kế hoạch hành động của mình, phối hợp các nước tổ chức điều tra, nghiên cứu về sinh thái, tỷ lệ tử vong và các yêu cầu khác về bảo tồn. Trên thế giới hiện nay đã có một số khu bảo tồn
có thể góp phần bảo vệ sự diệt vong của chúng. Các vùng rừng ở Tây Nguyên, tiếp giáp với Campuchia được khôi phục và bảo vệ tốt sẽ góp phần quan trọng cho bảo tồn các loài chim ăn thịt cỡ lớn như kền kền ở nước ta. Số 2. Loài kền kền mỏ nhỏ. Đặc điểm nhận dạng, loài kền kền mỏ nhỏ được xác định theo Thompson 2000. Đây là một phân loài của loài kền kền Ấn Độ. Chiều dài thân 80-95cm. Bộ lông nhìn chung có màu nâu nhạt hơn nhiều so với kền kền Bengal, nhất là lông bao cánh, nhưng đầu và cổ tối màu hơn. Lúc bay, lông bao dưới cánh có màu tương tự như ở thân, không có màu trắng giống như ở kền kền Bengal trưởng thành. Cả hai loài này đều có vòng lông ở cổ hay phía trước ngực màu trắng, chân có màu đen. Đặc điểm sinh thái, sống định cư, hiếm, di chuyển trong phạm vi hẹp, làm tổ từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau. Tổ làm trong gốc đá hay trên cây, đẻ một trứng, có màu trắng và các vệt nâu đỏ nhạt. Tại một số nước, người ta đã gặp chúng làm tổ theo tập đoàn nhỏ, trên cây, ở độ cao từ 7 đến 14 mét so với mặt đất, ăn xác chết gia súc lớn hoặc hươu nai và lợn rừng chết. Phân bố, trước đây, phân bố ở Nam Trung Bộ, Gia Lai, Pleiku, Nam Bộ. Hiện nay chưa có thông tin gì về loài này, có lẽ chúng đã tuyệt chủng ở Việt Nam. Giá trị, loài rất hiếm gặp, có giá trị khoa học, là mắt xích quan trọng để ngăn chặn sự lây lan của các mầm bệnh từ động vật và sang người, giúp cân bằng sinh thái trong tự nhiên. Tình trạng, trước đây, ở nước ta đã tìm thấy ở Nam Bộ vào các thời gian khác nhau. Năm 1883, Ốt, và 1938, 1939, Engelbrecht, 1940. Ở Nam Trung Bộ, cụ thể là ở khu vực Pleiku, 1939, David Bonnier, 1939, theo Delacorte et al., 1931, đã ghi nhận ở Tây Ninh và Phan Giang. Kền kền mỏ nhỏ đang ở trong tình trạng có nguy cơ bị tuyệt chủng tại châu Á và trên thế giới. Hiện nay, ở Việt Nam chưa thu thập được thêm thông tin gì về loài này. Nguy cơ đe dọa làm suy giảm quần thể là bệnh tật, bị virus tấn công thông qua thức ăn là xác chết. Mặt khác, chúng vẫn còn bị săn bắn. Theo tài liệu của Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên Thiên nhiên, viết tắt là IUCN, thì loài kền kền mỏ nhỏ có thể đã tuyệt chủng tại Việt Nam. Kền kền mỏ nhỏ được xếp vào phân hạng DD, thiếu dẫn liệu, chưa đủ thông tin để có thể đánh giá trực tiếp hoặc gián tiếp về nguy cơ tuyệt chủng, căn cứ trên sự phân bố và tình trạng quần thể. Biện pháp bảo vệ, cần được tiến hành các biện pháp bảo vệ như đối với các loài tương tự. Ngoài ra, đối với loài này còn phải kiểm tra thêm về mặt phân loại học trên cơ sở sử dụng vật mẫu,